Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê em. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri? Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì sự nghiệp của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái bốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Dạ, 1m7 chờ chút xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém rồi. Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Sống rất nhiều người.
Không, ý là sống với sai nhiều sai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là hửi là sao? Nhiều người hửi xong là hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện để chung thủy như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Bây giờ chị thấy em dễ tương lai này, thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt và. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ em cho anh ạ. Wow. Cáp rồi. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin Bình Yên Trong Gia Đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn anh. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? Đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. Từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi đi được. Về liền luôn à? Rồi em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái
Ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, em mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phép anh nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay, ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. 3. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn, thì mong em hiểu.
Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta bạn tưởng... nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thật ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta có té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này nè cưng. Qua đây, qua đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là đứa vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm cái gì. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi, em thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm ấy đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè.
Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chia tay tháng. Vì vô tâm, quen nhau một tháng đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á, thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì... Anh em bay bướm lắm nè. Dạ không, không, để em nói đã. Tại vì... em làm nghệ thuật trên này là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến cho mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không, không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ông kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người yêu đầu tiên à. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non choẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Thì chàng chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể. Giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi sếp coi. Em xin chào chú Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc hồi xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với là hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. It's so typical, you wanna give it one more try.
Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn vậy? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương đối hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai của cuộc đời mình đó. Chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính đó. Em gái, thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều như anh? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Yeah. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Thôi, chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi,
Hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ, nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện, thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, rồi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi, thôi. Nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại. Ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi, thôi. Đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai.
Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay em ở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Vâng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó, đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa, cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó, cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Vậy em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi, nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi em... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên rồi, nhà quên. Trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa.
Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô chú. Dạ, tôi là bố cô Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi, để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề quyết định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen dạ. Rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là ba mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền, tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn.
là lạc mà hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, tàu dễ đi nào. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau, phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? À, cao, tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute, please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh à. Em xin chào chị Ngọc Lan à. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh à. Em làm công việc gì? Dạ, hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do à. Cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Ừ. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, nhưng em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Ừ. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng như là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh, khó chịu mùng lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? À, em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Cần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Sâu đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm. Ừ. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Còn nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhận chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn. Ừ, 4 ngày.
Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend để em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ, thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi, chú nói lại thành câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè. Ít em có mấy mối tình rồi? Dạ khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh rồi. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ tại vì người đó giới tính không có bình thường cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ, chị phân. Dạ là nam nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua hỏi qua hỏi. Một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùng. Không được lùng hả? Không được lùng. Trời. Bên kia quá lùng. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc? Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Em nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. À. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có bài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có. Dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao. À, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con thì đối với em không cân xứng, tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó, thứ ba nữa là cái người phụ nữ là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình, cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi, chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo em xác định coi có cao không? Mời em ra đo. Đo luôn hả trời. Còn nếu nó không cao, nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài. Mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là... cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện, tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cây bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Tại mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Thấu hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều.
Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi chứ. Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À. Ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, người ta là cô giáo, chưa có đến lúc phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa? Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé, có đáng tiếc hay là có tiếc nấu hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm rồi. Không có là xa lắm đó em, đây qua đó là khoảng 4 giờ đồng hồ em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ bây giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự những phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Đúng rồi, cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Ngày hôm qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không, em hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ hết trơn em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Có bạn rồi đó. Là em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Em không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tại anh không biết hát. Để em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ. Em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nắng làm mực, viết nên dòng chữ nhòa, chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại. Màu tím mùng tới, mang hoa nở trắng cuối mùa, tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy là em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó.
Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi, em muốn hỏi về nè. Em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng. Ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là như ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là nhận cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là như khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau. Nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Đúng rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi giờ hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy giống như là cái sự trống rỗng ha. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Thực ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều, nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. À, em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên thôi, em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau. Nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó, ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa.